chào mừng quý vị và các bạn đến với Toyota Mỹ Đình, đại lý số 1 Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Thưa quý vị và các bạn, thì trong thời gian vừa qua có rất nhiều khách hàng đã gọi điện đến chúng tôi để hỏi tư vấn về các mẫu xe của dòng xe Toyota Prius và cụ thể giá cả, chi phí lăn bánh như thế nào. Thì xin mời, và hôm nay tôi xin phép được xây dựng một video clip để có thể chia sẻ đến quý vị và các bạn một mẫu xe tầm trung của dòng xe Toyota Prius, đó là Toyota Prius E phiên bản số tự động. Trong video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là review chi tiết dòng xe Toyota Prius E số tự động. Thứ hai là tư vấn những cái phụ kiện có thể lắp thêm trên mẫu xe này có thể ra sao. Thứ ba là chi phí lăn bánh trong tháng 3 cụ thể như thế nào, khuyến mại ra sao. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Thưa quý vị các bạn, thì Toyota Prius được ra mắt vào mùng 1 tháng 8 năm 2018 và đã liên tục gây ra những cơn sốt và những hiệu ứng vô cùng tuyệt vời, liên tục đứng đầu top những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Và Toyota Prius có 3 phiên bản, đó là Toyota Prius G, Prius E CVT và Toyota Prius E MT hay gọi là E số sàn. Phiên bản này chính là phiên bản Toyota Prius E CVT, tức là phiên bản E số tự động. Cái điểm khác biệt giữa Toyota Prius E với Toyota Prius G thì có thể chỉ đến đó là gì? Đầu tiên thì Toyota Prius E CVT hiện tại chưa có dạng đèn LED ban ngày, cũng như ở đèn pha thì chưa có dạng bóng chiếu projector. Hệ thống đèn trước cũng được trang bị đó là công nghệ bóng halogen và bóng pha và bóng cốt được tách rời nhau ra. Đấy, và bóng halogen này với dạng bóng chiếu, dạng phản xạ đa hướng thì nó sẽ giúp cho quý các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn, đặc biệt đi những cái khu vực khó quan sát, rất khó có những tầm nhìn tốt. Bên cạnh đó thì Toyota Prius E CVT thì cũng hơn so với phiên bản E số sàn, đó là gì? Đã được trang bị hệ thống đèn sương mù. Đấy, với việc trang bị hệ thống đèn sương mù này, nó sẽ giúp cho quý các bạn có thể dễ dàng quan sát khi đi vào những khu vực có đường sương mù dày đặc và rất khuất tầm nhìn. Chúng ta cùng đến với phần thân xe được trang bị trên dòng xe Toyota Prius E CVT. Thì cũng giống như các mẫu xe của dòng xe Toyota Prius thì đều có những đường gân dập đổ kéo dài từ phía pha phía trước kéo sang cửa sau, sang cụm đèn hậu phía đằng sau, tạo ra một cảm giác rất là chuyển động cho dòng xe này. Bên cạnh đó thì Toyota Prius E CVT cũng được trang bị giống như Toyota Prius G, đó là mâm xe 15 inch và với kết cấu lốp dạng là đan lốp rất phù hợp với điều kiện và khí hậu đường Việt Nam. La răng thì được thiết kế với dạng mâm đúc và được thiết kế đường kính 15 inch với thiết kế của 6 chấu kép, tạo ra cảm giác luôn luôn chuyển động cho dòng xe này. Bên cạnh đó thì phanh trước được trang bị phanh đĩa dạng thông gió giúp cho làm tăng hiệu quả phanh cũng như đảm bảo cho quý các bạn an toàn hơn rất nhiều lần. Khác với dòng xe Toyota Prius E MT hay gọi là số sàn thì sang phiên bản số tự động này đã được trang bị phanh sau thì cũng dạng phanh đĩa, và với việc trang bị hệ thống phanh đĩa này thì nó sẽ giúp cho chiếc xe cảm thấy hiện đại hơn và tăng hiệu quả phanh hơn rất nhiều. Thưa quý các bạn, thì chúng tôi đang có mặt ở phía đằng sau của dòng xe Toyota Prius E số tự động. Thì thoạt nhìn thì chúng ta có cảm giác là không khác nhau nhiều so với phiên bản G, chỉ bao gồm có cái chữ E này khác với chữ G thôi, đúng không ạ? Hệ thống đèn thì giống tương tự như chiếc Prius, và thiết kế thì đều rất là bắt mắt với cái cụm hình dáng đèn hậu này có cảm giác như hai dòng lệ, cũng như cái đèn trang trí phía sau tạo ra một cái cảm giác rất là bắt mắt cho dòng xe Toyota Prius. Ở phần phía trên thì cũng giống như các phiên bản khác của dòng xe Toyota Prius thì đều được trang bị anten dạng vây cá tạo ra hình dáng khí hấp học tốt hơn. So với phiên bản cũ thì chỉ được trang bị cái anten dạng cột thì nó trông truyền thống và lạc hậu rất nhiều. Xin mời quý vị các bạn chúng ta được cùng đến với không gian nội thất được trang bị trên dòng xe Toyota Prius E CVT. Ở cái dòng xe này thì chúng tôi thấy gần như cũng được trang bị khá giống với lại nội thất của Toyota Prius G. Tuy nhiên thì có một vài những điểm khác biệt. Toyota Prius E thì cái vô lăng lái này được trang bị bọc urethane, còn bản G thì được trang bị
bọc da đấy, với những đường cầu chỉ khâu tinh tế hơn. Và hiện tại ở phần phía trên này thì cũng có những đường chỉ khâu nhưng mà lại giản nhựa thôi. Cũng được tích hợp cái vô lăng lái ba chấu và có mạ chrome ở phía dưới, tích hợp điều khiển volume và điều khiển chỉnh kênh đã được trang bị trên dòng xe này thôi. Bên cạnh đó thì có một cái ấn tượng, đó là cái bảng đồng hồ Optium đấy, với cái giao diện là rất là mắt mắt, chúng ta có thể quan sát rất là dễ dàng, rất rõ từng chi tiết đấy, những cái đồng hồ, những cái chỉ số, những cái công tơ. Quý vị và các bạn lưu ý thì trên dòng xe Toyota Vios được trang bị hệ thống điều hòa, hệ thống điều hòa chỉnh cơ, và với cái việc trang bị hệ thống điều hòa chỉnh cơ với những cái nút ấn này trông khá là hiện đại, nút xoay trông khá hiện đại, giúp cho các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh. Chỉ hơi tiếc một chút là nó không có cái bảng đồng hồ chỉnh nhiệt độ này, nó sẽ không sẽ giúp cho các bạn và không thể nhìn rõ được là chúng ta đang điều chỉnh ở cái mức nhiệt độ bao nhiêu đâu mà thôi. Trên đây thì cái xe Toyota Vios eCVT đã được khách hàng yêu quý lắp thêm tại Toyota Mỹ Đình, đó là cái màn hình hiển thị DVD 7 inch. Thực tế trong nguyên bản chưa được trang bị, và nguyên bản chỉ trang bị đầu CD mà thôi. Hệ thống ghế được trang bị trên xe Vios eCVT, đó là hệ thống ghế Mỹ rất là cao cấp. Có một cái rất hay đó là gì, kể cả tôi ngồi ở vị trí ghế lái hay vị trí ghế bên phụ thì tôi có một cái cảm giác gì đó, trên đây đó là cái nhận được giọng nói, tôi có một cái cảm giác gì đó rất là rộng rãi, rất là rộng rãi đấy, vô cùng rộng rãi, và chúng ta có thể di chuyển, tạo tìm hiểu cũng như là tìm kiếm một cái tư thế lái rất là hợp lý. Và trên đây thì cũng không bị kịch trần giống như những cái dòng xe trong cái phân khúc B, ví dụ như là Nissan Sunny hay là Mazda 2 thì nó cũng chật và hẹp hơn rất nhiều lần. Chúng ta cùng trải nghiệm cái vị trí ghế từ phía hàng ghế thứ hai nhé. Ở vị trí hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể thấy rộng rãi hơn rất nhiều nhé, quý các bạn có thể thấy ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta lựa chọn một mẫu xe nào đó, không nhất thiết là phải có quá nhiều cái phụ kiện, nhưng cái quan trọng nhất nó là gì? Đó là quý vị các bạn ngồi trên một chiếc xe phải cảm thấy thoải mái, không gian phải rộng rãi, mình đi không bị say xe, đúng không ạ? Di chuyển rất hợp lý, và Toyota là một trong những hãng xe mà chú trọng đến cái người ngồi trên xe rất là nhiều. Và cái độ thoải mái khi ngồi trên Toyota Vios thì cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái cốp sau cụ thể ra sao nhé. Chúng ta đang đứng trước cái cốp sau hay còn gọi là khoang hành lý phía sau. Ở khoang hành lý phía sau này thì Toyota Vios được đánh giá là một trong những mẫu xe có cốp sau rộng nhất trong tất cả các mẫu xe của tổng phân khúc, ví dụ như Nissan Sunny hay là Seat hay là Cerato hay là một vài những mẫu xe khác, Mazda 3, Mazda 2. Và với cái dung tích hơn 400 lít này thì nó sẽ giúp cho Toyota Vios đứng đầu danh sách những cái mẫu xe mà có cốp đằng sau rộng rãi nhất để có thể chứa nhiều đồ hơn. Quý các bạn có thể về quê đi chơi, picnic hay đánh golf thì đều có thể chứa được rất nhiều những đồ đạc trong cốp sau này. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với khả năng vận hành được trang bị trên dòng xe Toyota Vios phiên bản eCVT. Thì ở cái phiên bản e tự động này được trang bị động cơ là động cơ xăng với 4 máy sắp xếp cặp hàng 1, 2, 3, 4 và với trục cam kết như trên đây rồi, cũng như được trang bị cái hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVTi, nó giúp cho động cơ có công suất lên đến 107 mã lực, và với cái lượng ăn nhiên liệu thì vô cùng thấp. Chúng ta có thể nhìn thấy bên này lượng ăn nhiên liệu thì chỉ được 4,9 lít trên 100 km là ngoài đô thị và 7,1 lít trên 100 km là trong đô thị, và hỗn hợp là 5,7 lít trên 100 km. Hộp số được trang bị trên Toyota Vios eCVT được trang bị hộp số tự động vô cấp, một trong những công nghệ hộp số được sử dụng cái công nghệ chuyển động dây đai và bánh đai vô cùng hiện đại.
hơn hẳn những cái công nghệ hộp số khác, ví dụ hộp số tượng 6 cấp và chuyển động thể lực, thì sang cái hộp số này nó sẽ giúp cho quý các bạn có thể sang số chuyển động êm ái hơn rất nhiều lần với cái việc là những hộp số chuyển động có cấp kia. Chúng ta cùng đến với cái tính năng an toàn được trang bị trên dòng xe này nhé. Rất hiếm một cái dòng xe nào trên đất nước hay trên lãnh thổ Việt Nam được trang bị cái hệ thống an toàn mà phân khúc B đạt tiêu chuẩn ASEAN, NCAPN CAP 5 sao của ASEAN. Và với cái hệ thống này thì nó sẽ có rất nhiều những tính năng, ví dụ là tính chức năng khởi hành ngang dốc này, chống cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ phanh ở cấp VA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, và để trang bị tới 7 túi khí. Với việc trang bị hàng loạt những tính năng an toàn như này thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể đảm bảo an toàn hơn trong trường hợp không may xảy ra va chạm, giúp các bạn yên tâm hơn đi trên mọi hành trình. Và ở cái phần 2 ở trong video clip ngày hôm nay, tôi mong muốn được giới thiệu đến các bạn một vài cái phụ kiện có thể sẽ được khách hàng hay lắp tại trên xe dòng xe Toyota Vios này. Thì việc đầu tiên đó là gì? Đối với tất cả rất nhiều những khách hàng và họ hay lắp nhất thì đó chính là lắp cái dán phim cách nhiệt chính hãng. Dán phim cách nhiệt chính hãng thì dán toàn bộ kính phía đằng trước, phía đằng sau và kính bốn sườn. Ở đây thì có hai cái loại chính, một là loại dán tối màu, hai là loại sáng màu. Và nhà cung cấp thì có rất nhiều những nhà cung cấp, bao gồm có 3M, Vicool hay Luma, cũng như Luma cũng như là Santech, và có rất nhiều những nhà cung cấp. Và giá thành của nó rơi vào từ 6 triệu đến 13 triệu tùy loại. Bên cạnh đó thì khách hàng cũng hay lắp đó là chính hiện đó là cái cánh trải sàn CV cung cấp này. Nguyên bản của xe Toyota Vios E thì với tất cả những dòng xe của Toyota thì chưa được trang bị cánh trải sàn giả da này, và chỉ được trang bị cái trải sàn nỉ thôi. Và nỉ thì nó sẽ có rất nhiều những cái bất tiện, ví dụ như là nước sữa đổ lên thì chúng ta không có điều kiện vệ sinh và nó sẽ tạo mùi. Do vậy thì khách hàng sẽ hay lắp cái trải sàn CV cao cấp. Và trải sàn này ở trong hãng có giá đến 1 triệu đến 1.1 ạ. Bên cạnh đó thì khách hàng hay lắp rất nhiều liên quan đến cái đầu CD, đúng không ạ? Đầu CD thì nó cũng có những bất tiện, nó chưa được trang bị cái tích hợp với bản đồ vệ tinh dẫn đường thì khách hàng sẽ hay lắp thêm, đúng không ạ? Đó chính là cái đầu CD, đầu DVD, DVD 7 inch nhá, có bản đồ vệ tinh dẫn đường. Đấy, và đầu CD này cũng có, đầu DVD cũng có rất nhiều loại. Giá thành rơi vào từ 10 đến 15 triệu tùy từng loại nhá. Và thông thường thì đầu CD, đầu DVD được đính kèm thêm, sẽ lắp thêm cái camera lùi và tích hợp trực tiếp trên đầu DVD. Và khi chúng ta lùi xe thì nó sẽ hiển thị lên màn hình rất là tốt. Bên cạnh đó thì Toyota Vios khách hàng cũng hay lắp, đặc biệt là phiên bản E và phiên bản ECVT. Khách hàng cũng sẽ rất hay lắp mà thêm bộ ghế da. Đấy, bộ ghế da. Và đây là bộ ghế nỉ ạ. Và bộ ghế da thì đã được sẽ được khách hàng trang bị thêm và bọc da cũng như nệm da toàn bộ nhé. Nệm da toàn bộ thì nó rất nhiều chất loại, nó có rất nhiều chất liệu, bao gồm có chất liệu giả da, chất liệu da thì nó dao động từ 6 triệu đến 25 triệu tùy từng loại. Bên cạnh đó thì nếu có điều kiện thì các bạn có thể trang bị thêm cái vè mưa, hay còn gọi là cái vè chống mưa này, trông rất hiện đại. Nếu có điều kiện thêm thì chúng ta sẽ lắp thêm cái trang trí cản sau, đuôi cá, đấy, hay có rất nhiều những thứ khác. Chúng ta cùng đến với phần thứ ba, đó là tính chi phí lăn bánh thể ra sao. Thưa quý vị các bạn, thì quý vị các bạn vừa trải nghiệm dòng xe Toyota Vios E số tự động, bao gồm những chi phí lăn bánh đi kèm. Nếu như quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu cái dòng xe Toyota Vios E số tự động hoặc là các dòng xe Toyota thì vui lòng gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn.
hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị các bạn nhiều hơn nữa. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.